Kính thưa quý vị, chúng tôi được nhà văn Nguyễn Quang Chánh đưa đến thăm chú Tư Cang tại nhà để nhận mấy bộ sách quý mà anh định tặng cho chúng tôi. Chú Tư Cang năm nay được 95 tuổi, đại tá tình báo quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên phó chính ủy phòng tình báo miền B2. Chú Tư được Chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005. Ông rất là bình dị và vui tánh và lịch thiệp. Nhà văn Nguyễn Quang Chánh chuyên nghiên cứu và viết rất tỉ mỉ các chuyện của những nhà tình báo Việt Nam. Ông tặng chúng tôi quyển Những anh hùng sống mãi trong lòng dân, mà một trong những bài trong đó là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Bá Ước được trích đăng trên báo Văn hóa Phát triển. Ở ngoài quân khu 5 đó, Bây giờ chỉ còn có bây giờ bác chú chú muốn Cang là chú Cang cái viên của sáu chí đó là rồi, còn sống đó, vâng đấy, còn ông ảnh cũng mất rồi. ông ẩn mất rồi ông ẩn mất năm nay được 16 năm rồi. Ngày hôm qua ngày 20 đó là ngày mất của ông đấy, những cái lịch dương chú Tư ha, lịch dương ngày 20/9 đó là còn âm thì biết ngày mấy giờ đại dương đấy, mất có ghi ngày có ghi 20/9 cái này này đấy. Đó. Chú Tư kể chuyện và đọc một bài thơ trong quyển Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968. Chim chim ngưng hót cho tu buồn, ngoài trời u ám giọt mưa tuôn. Tôi đến tiễn anh lòng nặng trĩu, nhớ đoạn đời qua giữa Sài Gòn. Đời người tình báo thế là xong, tình dân nghĩa đảng nở non sông, làm trái trong suốt thời ly loạn. Anh thật xứng danh một anh hùng. Nay anh nằm đó, anh hai trung, cái bi danh của giảng. Nhớ giọng cười anh thật ấm lòng, những lúc hiểm nguy căng sợi tóc, vẫn cười, vẫn nói, vẫn ung dung. Xuân ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không nguôi. Riêng tôi nhớ mãi người đồng chí, dũng cảm thông minh, nhớ suốt đời. Hay quá nè. Hay quá rồi. Đồng xuân ẩn từ đây ẩn thật rồi. Dùng cái tên ẩn để biến thành động từ ẩn. Đêm 21/9/2006, nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Viết trong sổ tang dạ. Quý quá. Bảo phải là bảo Phật. Phật bảo. Còn cái cô mà đi với tôi trong thành phố nè. Cô Nguyễn Thị Yên Thảo nè. À, đứa này nổi tiếng lắm. Cẩm Thảo đấy. Đó, này cũng được tuyên dương anh hùng rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Ừ. Năm 2018 đấy. Ừ. Cái bức thơ này là của thằng cha Tiên Quấn ở Tổng cục Tình báo, nó tặng tôi bị nó làm gì ra rồi nó lấy trong túi áo sơ mi tôi ra, anh thấy cái hình của cô này. Cái hình cô này mà đi hỏi về từ Hà Nội mà tôi bọc theo không biết. Thành ra dễ viết cái bức thơ là bức hình kỷ niệm kính tặng hai đồng chí Tư Cang Tám Thảo cùng hát xong ba đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi là chỉ huy cái đơn vị này nè. Cũng cô này còn sống ạ? Còn sống chín chục rồi, cũng 90 tuổi đấy. Cũng tuổi. Dạ viết cái thơ ha. Đã nhiều năm sau cuộc chiến tranh, tôi vẫn để tấm hình em bên ngực trái. Chỉ nhớ thấy ở đây rồi. Nơi ngày đó tôi cất viên đạn cuối dành cho mình khi giặc xét nhà em. Thì giờ nhắc lại cái chuyện mà giặc nó xét vô cách tôi còn có 4 mét. Nó muốn qua tôi thì nó phải băng qua cái nhà giường và Tâm Thảo, nó vô cái chỗ và để giải được đó. Tôi núp ở trong đó. Thì tôi tính là rầu rồi. Tôi tính là phải băng nó ra được viên. Nên tôi lấy một viên tôi bỏ vô túi áo. Sợ lát mình bắn hết rồi rồi mình quên mình đi. Tính hy sinh cho rồi. Chứ còn nó bắt mình nó tra tấn rồi lòi ra Phạm Xuân Ẩn sao. Rồi mình chịu không nổi. Thì lấy viên. Rồi sau đó mới ngồi suy nghĩ là ngoài rừng có khi viên đạn nó lép. Mới lấy viên nữa bỏ vô. Thành ra bỏ vô túi 2 viên. Bữa đó là nghe sao nó không bước qua giường mà Tổng Thảo, vì vì trên bàn nó có cái hình của một thiếu tá Mỹ xếp bà. Cái nó chỉ đến đó là nó đổi giọng nó o bế bà đổi giọng dê đó. Năm Mậu Thân tôi từ vùng gian vào thành phố nắm tình hình quân giặc, ba và em giấu tôi trên gác
quân lính điên cuồng lùng sục khắp nơi. Đó, giải quyết nè. Chiến tranh có nhiều cái rất là hồi hộp hả? Bên trái, trên trái nhà súng tôi đã cầm tay, chờ chúng đến sẽ xiết cò nhả đạn. Tiếng hâm dở, tiếng đập khua súng soạn, lính quốc gia như muốn xẻo thịt người. Em tự tin rắn rỏi đáp từng lời, khéo léo thông minh đối cùng đối phó cùng bọn chúng. Và cuối cùng em là người chiến thắng, cả lũ kéo đi tôi được an toàn. Nắm tay em tôi rất ngỡ ngàng, cô gái dịu hiền mà gan dở quá. Em tặng tôi tấm hình nho nhỏ, kỷ niệm lần kẹt lại nhà em. Giờ bức hình tôi vẫn để bên tim, nơi viên đạn tôi dành riêng ngày đó. Tim tôi vẫn cuộn sôi dòng máu đỏ, bên bức hình người đã chở che tôi. Hay quá ba ơi. một chuyện tình nhỏ. Dạ. Rỡ ngốc nha. Tôi đã ngốc rỡ da gà. Cái, em về ông bà khai thác đưa lên cái kiếm. Thật ra tôi là chủ trang cái kiếm. Nợ nhiều lắm. Giám đốc cho cái kiếm. Ông Nguyễn Mạnh Quang trao đổi câu chuyện về Vatican, một chuyên đề của ông. Chú Tư rất chú ý lắng nghe. Về nó thuyết phục bà ấy, nó gây cái gia đình xáo trộn. Cuối cùng bà ấy chống lại ông là ly dị. Tiệm sách thôi, phá sản. Nó chơi. Rồi thí dụ ông Nguyễn Văn Trung đó, thì đến thuyết phục tôi phải viết sách. Ông Nguyễn Văn Trung, anh phải nói ông là ông ai? Là giáo sư dạy Đại học Văn Khoa về môn Triết Tây ở Đại học Văn Khoa cho chứ đến tháng chót tháng 4 năm 1975 đó. Yeah. Ông là người Công giáo, ông tốt nghiệp ở cái Đại học Công giáo Bỉ. Về Việt Nam là ông nhiệm cho dạy ở tại đó. Thì ông ấy đến tận nhà tôi vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 2001 đó. Ông Nguyễn Văn Quang kể chuyện giáo sư Nguyễn Văn Trung đến nhà cho biết vấn đề lịch sử sẽ bị viết lại. Thì gọi điện thoại cho ông, gọi điện thoại tôi là cho tôi được nói chuyện với bà xã thôi. Tôi bảo cái ông này tôi không có quen biết gì hết, mà lại ông bà xã tôi không có quen biết gì, là nói chuyện với bà xã tôi là cái chuyện vô cùng vô lý. Yeah. Mục đích của ông là thuyết phục bà xã tôi là người Công giáo phải chống lại tôi đó. Thế thì cuối cùng thì tôi nên tôi nói cho mà tôi đi đón bà xã tôi đi làm, tôi kể chuyện lại thì bà bảo anh cứ để cho ông ấy đến nhà coi xem ông ấy có cái thay đổi như thế nào. Nên tôi về chiều hôm ấy tôi mới gọi điện thoại cái chỗ của ông ấy ở xe rồi rằng là được rồi, ok, bà xã tôi bằng lòng để tiếp ông, vậy thì sáng ngày mai là thứ bảy 10 giờ tôi lên tôi đón ông, vợ chồng tôi đón ông lên. Thì ông ấy vừa mới đến cửa gara nhà đấy là ông đặt vấn đề với tôi rằng anh lấy tư cách gì mà anh lại viết thơ gửi ông giáo hoàng John Paul II, anh nói chuyện kể tội giáo hội. Thì đúng là họ học theo cái chương trình Pháp với lại giáo hội La Mã, họ không biết được cái truyền thống văn hóa của cái dân tộc mình theo đạo Khổng. Tôi mở giáo sư Dương biết là tôi là người theo đạo Khổng. Đạo Khổng có câu nói là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Tôi ít nhất tôi là giáo sư dạy chúng nó từ cái lớp mà tú tài trở lên, nó đi ra nó học sĩ quan mà đấy. Ông bí ông vào trong nhà xong rồi ông nói bây giờ chúng tôi lập một cái hội nghị mà đem sách các sách của anh ra cứu xét thì anh nghĩ sao. Ông này cũng bí ông nói đúng, nếu mà cái điểm hội nghị của ông toàn những người Kitô giáo mà trong cộng cuồng điên thì sách tôi bắt đầu sợ bạc. Nhưng mà nếu anh nghĩ sao, nếu mà những cái hội nghị đó có những người là nạn nhân của cái chế độ Ngô Đình Diệm và những người đã đọc sử như tôi thì ông nghĩ sao? Ông bí. Vào trong vào chưa ăn tôi mới nói xin ông cho biết ông Ngô Đình Thục lấy tư cách gì mà ông Ngô Đình Diệm lấy tư cách gì mà ký giấy cho Ngô Đình Thục khai thác bỏ rừng ở vùng Long Khánh. Ông mới bí ông nghe ông chửi Ngô Đình Thục mà. Chính Ngô Đình Thục nó đã cấm tớ không được ra dạy ở Huế với lại ở Đà Lạt. Đấy là cuối cùng tôi nói khi mà tôi đang học đại học sư phạm thì người ta họ Bộ Quốc phòng gọi tôi tái ngũ theo học khoa sĩ quan trường bị Thủ Đức. Tôi chạy hết đây thì đó không được, và ông biết rằng vào đại học sư phạm rất là khó, hàng hơn 1.000 người vào và chỉ có lấy 40 người mà có học bổng tới 1.500. Đấy, mà lính thì chỉ có 500 đồng thôi. Mà tôi, nếu mà tôi đi là tiêu lương tiêu dùng cái công trình của tôi mà tôi đang học năm thứ hai.
Thì tôi có đến, có người đưa tôi đến ông linh mục Mai Ngọc Khuê, nói là cố vấn của ông Ngô Đình Diệm, thì ông này mới nói tôi, anh có là tín đồ Kitô không? Tôi trả lời tôi không. Ông nói xin lỗi, tôi chỉ có thể giúp được cho những người tín đồ Kitô đây, Chúa chỉ công bằng với những người Chúa tín đồ Kitô thôi. Thế ông ấy quay ra, ông ấy nói ngược lại nữa, nếu mà có thiên đường thì chính tôi chính anh mới là người lên thiên đường. Thế rồi cuối cùng thì cũng sẽ tàn về rồi, bà ấy, ông ấy về, ông ấy gọi lại điện thoại nó bà xã tôi, ông bà xã ông nói như thế nào em kể lại. Không có chuyện đó phụ, nhưng mà cái quan trọng là ông nói rằng tôi bảo đảm với anh chị là trong vòng 5-6 năm nữa là bên Việt Nam là sẽ viết sử theo như Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái năm đó là năm 2001, mà ông bảo đảm 5-6 năm nữa, tức là ông đoán chừng ông đã biết họ đã mua chuộc được bộ giáo dục rồi. Tức là họ từ năm 2001 là họ đã mua chuộc được như thế nào rồi. Cho nên là ông mới nói cho chúng tôi biết là tôi bảo đảm với anh chị là trong vòng 5-6 năm nữa là việc là nhà nước ở bên Việt Nam sẽ viết theo Việt Nam Cộng Hòa. Mà chúng tôi thuật lại những cái chuyện này là ông còn sống, hiện giờ ông còn bây sống. Giờ ông còn sống. Ông ở Canada chắc là có người bác rồi. Chúng tôi không có bị. Em kể lại ông bạn rồi anh kể tiếp cái chuyện. Đó thì đó là cái vấn đề chính mà chúng tôi muốn nói lại cho bác. Ông gọi điện thoại là nó đã mua như thế nào rồi đó. Mà không biết bao nó mua bao lâu không biết, nhưng mà ông đến nhà chúng tôi năm 2001 và ông đó là giáo sư đại học người Kitô giáo, người Kitô. Ông người bạn. Mà ông nói thì cái chuyện kia đó là ông xã tôi muốn kể lại cái câu chuyện là khi mà ông về rồi đó thì ông gọi điện thoại lại, ông nói chuyện riêng với cháu đó, thì ông mới nói là tôi muốn nhắc cô là cái nhiệm vụ tông đồ của người Công giáo, thì cái đó là cái câu mà tôi tiên đoán trước khi mời ông về nhà. Là vì ông này á, ông ban đầu ông từ chối, ông không muốn cho ông kia vào nhà, là tự vì chưa gì thì ông kia đòi nói chuyện với vợ ổng, mà tôi chưa bao giờ biết ông đó, nhưng mà tôi có cảm tưởng chưa bao giờ cả. Nhưng mà tôi hiểu là người theo đạo Công giáo, thưa chú Tư, con là người Công giáo cũ bây giờ loại bỏ, thì con hiểu được cái âm mưu của người Công giáo, cho nên là con muốn thử coi cái đoán suy đoán của mình có đúng hay không. Thì con nói với ông xã con nói tại sao mà ông sợ ông cứ mời ông lên để tôi xem coi cái điều mà tôi suy đoán có đúng hay không. Thì quả tình đúng như vậy, là ông nhắc ông nói phải làm nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ tông đồ, tức là mình phải đem nhiều người về với Chúa và đừng có để ai nói động tới cái đạo. Đó là nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ tông đồ. Tức là nếu mà ông này có động bút cái gì đó là có bất lợi cho về đạo Công giáo là phải triệt hạ, cũng giống như nhiều người khác đã từng làm đối với chồng họ, giống như là tác giả Sally Nguyễn và nhiều người khác. Nhiều người khác lắm, nghĩa là họ không dám nói động tới Công giáo là cũng vì cái nhiệm vụ của người vợ không cho chồng đó động tới. Đó là cái điều mà nhiều người ở ngoài không biết, là thưa chú. Nhiều người như anh Chánh này là chắc là không biết đâu. Trường hợp đó, sĩ thế thì con nói với ông như thế nào chú Tư biết không? Con nói với ông là thưa giáo sư, tôi biết giáo sư không nhắc, thì tôi cũng là người Công giáo, tôi cũng đã biết cái nhiệm vụ đó ngay từ trước khi giáo sư đến nhà tôi. Nhưng mà tôi muốn cho giáo sư biết rằng cũng trong giáo hội Công giáo cũng có một người còn lại biết tôn trọng sự thật và biết, do đó là tôi nhất định ủng hộ ông xã tôi nói ra sự thật về chế độ Ngô Đình Diệm và ủng hộ cái cuộc cách mạng của phía ngoài Bắc. Thì điều đó là cái điều tôi rất là muốn và rất là tôn trọng. Khi mà tôi nói như vậy thì ông bí luôn, bởi vì khi mà một người như vậy, danh giá như vậy mà đến thăm một cái người mà Công giáo như vậy đó, thì thường thường là người ta là nể lắm, nhưng mà không nể đi nữa, cái bổn phận của người Công giáo họ tự động họ chống lại à. Nếu mà anh thật sự mà anh dọa thử 100 người Công giáo người nào cũng có ý chống lại
cái thủ đoạn của họ ghê lắm, họ luôn luôn là mà nếu người... cái anh chồng á mà có cái hành động gì mà thân về cái chính quyền cách mạng ở bên nó đó thì họ vận động người vợ. Cái bác sĩ Tuấn đó có đến chồng 1954 tháng 5 Pháp bị thất bại tại tại Điện Biên Phủ, tìm cách rút lui thì Vatican nó đem ông Diệm rằng nó vận động Hoa Kỳ để đưa ông Diệm về cấu kết với Mỹ tiếp tục cướp đại các miền Nam, vi phạm hiệp định Geneva, không bằng lòng hiệp thương với miền Bắc để tổ chức tổng tiến cử thống nhất đất nước. Nhưng mà lịch sử của mình á, lịch sử của mình không có nói cái vai trò của Vatican mà đấy. không hề 30 cuộc chiến này suốt chiều dài lịch sử không bao giờ nói đến Vatican, mình không có đề phòng nói giấu được. Rồi bây giờ mình lại cũng giấu. Nếu mà mình không nói ra thì tức là mình không có đề phòng được. Cái đó là cái rồi còn năm 40 từ 45 rồi mình đã tuyên bố độc lập rồi, thế thì anh xem cái vai trò mà nó đem lại thằng Bảo Đại tuyên bố độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì tất cả các thế giới đều biết. Thế nhưng mà đại diện tòa thánh Vatican là ông tổng giám mục Anthony Trappier, ông ấy đại diện tòa thánh Vatican ở tòa thăm xứ, không nó gọi là tòa đại diện tòa thánh Vatican, nó cái chức vụ nó sang bên Việt Nam nó gọi là khâm sứ, đúng rồi, tại Huế. Thì ngày 28 tháng 12 năm 1945 nó đề nghị đưa Bảo Đại lên cầm quyền thành lập chính phủ chống lại chính phủ Hồ Chí Minh, bàn tay của Vatican hết. Chưa đầy ba tháng sau thôi đó. Thế thì cái chủ mưu của thằng Vatican ấy. Rồi đến tháng 3 năm 1946 nó đưa ra cái tờ luân lưu, nó gọi là tờ luân lưu, thì cũng cái thằng tổng giám mục đó đó cùng với tòa thánh nó bảo rằng giáo dân không được tham gia mặt trận Việt Minh, kẻ nào tham gia mặt trận Việt Minh thì nó rút phép thông công. Tới bây giờ cái văn bản đó vẫn văn còn ấy, thì trong cái cuốn sách gọi là những hành động đánh phá chính quyền Việt Nam đội lốt Thiên Chúa giáo của ông Nguyễn Hoài và Quang Toản đó, xuất bản vào năm 1965 ở Hà Nội, có nói rõ hết cái cuốn sách đó có đó, mà tôi có để ở nhưng mà mình chỉ không có ở đây, chỉ nói những nhưng cái mà hiện tôi có thể trích dẫn trong bài viết của tôi. Mình chỉ nói cái hiện tượng là ông Bảo Đại rồi ông Ngô Đình Diệm mà mình không nói ở đâu ra đó, thì đó là một cái vấn đề cũng nên biết rằng thiếu sót. Khi mà năm 1950 đấy thì Mao Trạch Đông đã làm chủ lục địa Trung Hoa thì viện trợ cho chính quyền mình bước sang giai đoạn tổng phản công, và cái chiến dịch Lê Hồng Phong đó là quét sạch tất cả những các đồn Pháp ở vùng biên giới Việt Hoa. Thì Vatican đã biết rằng là Pháp sẽ không chịu đựng cuộc chiến mới đưa ông Ngô Đình Diệm sang Vatican vào mùa thu năm 1950. Thì đến tháng 10 năm 1950 thì ông Diệm tới Mỹ, thì mới bên đó mới cái ông Diệm này được đại diện của tòa thánh Vatican là ông giám mục Ngô Đình Hục đi hôm sau mới gặp ông Hồng Y Spellman, giao cho ông Hồng Y Spellman là số 1 của công giáo ở tại Mỹ, vận động các chính khách của Hoa Kỳ. Ở bên Mỹ nó gọi ông là Hồng Y Thích Giác. Trong cái cuốn của chú Lê Hữu Thúy đó, cuốn sa mạc các chú có nói về cái này đó. Có cuốn ở bên Mỹ nó gọi ông Hồng Y đó là ông là chú lúc quá trình mà là Lê Ngô Đình Diệm được cái là Hồng Y Thích Giác. Do đó là cái ông Hồng Y là Francis Spellman. Ông ấy thì ông ấy đem ông Diệm đi, ông là có thế lực lắm, mình đi vận động hết tất cả các nhà chính khách. Thì cái bữa cơm vào tổ chức vào ngày 10 vào tháng 10 năm 1950 ở tại nhà hàng, tức là khách sạn Mayflower ở Washington. Thì họ đến họ gặp ông Diệm với cái tình thế của đất nước Việt Nam vào năm 1950 đó. Thì họ hỏi ông Diệm với cái tình thế đó thì nếu ông được lên làm thủ tướng thì ông tính sao? Thì ông Diệm tuyên bố với nó câu như thế này, nguyên văn ạ, là tôi tuyệt đối tin tưởng vào tòa thánh Vatican và tôi cực lực chống cộng. Đây, có bao nhiêu đó thôi. Cái câu đó nó nói lên ông Diệm rất là ngu xuẩn mà chỉ biết tin tưởng vào cái lệnh truyền của Vatican. Thế thì cho đến năm 1954 sắp sửa ông Eisenhower mới đưa ông Diệm về đó. Tổng thống Eisenhower đó thì cái hội đồng nội các nó mới đem cái lời nói của ông Diệm, nó cho là ông Diệm dốt nát không biết gì hết. Thì ông tổng thống Eisenhower mới nói là thôi thì ở nước mù thằng chột làm vua. Đó, thì cái câu đó tôi cũng có trích ra hết tất cả trong cái bài viết
nhưng, tôi, mà th- nhưng mà nhưng mà thật ra là biết đó ông nói là do bên tòa thánh gửi qua giới thiệu qua thì dí rồi thì trong Phát Đưa Lên Sắc Hiếm, nếu tôi không nhầm thì nó là ở cái chương 60, mà trong chương 60 nó có nhiều phần 1, 2, 3. Xin quý vị cứ vào trong sách hiếm nè, tìm Nguyễn Minh Quang với lại sách hiếm website và tối nay có nguyên văn mà gọi là trang điện tử, cái chuyện ông Ngô Định Diệm mà sang Mỹ mà được đưa sang Mỹ vận động, tôi trích 5 cuốn sách chứ không phải là một cuốn sách. Một cuốn sách của ông Cát Ngô, một sách của ông Bertinger, một cuốn sách của White Eagle, thuộc Việt Nam của ông hình như là Afro Manhattan đó, với lại một cuốn sách của ông Đỗ Mậu và bài viết của ông Lương Minh Sơn là cái bài nói đó. Lương Minh Sơn nói là nhìn chính trị Việt Nam qua hậu trường sân khấu chính trị Mỹ. Thì tôi có cái bài đó, tôi trích 5 cái tài liệu, thành ra không ai cãi được nữa. Nhưng mà trong đó thì 3 tài liệu bằng tiếng Mỹ, 2 tài liệu bằng tiếng Việt. Thành ra tài liệu cái truyền thông ở hải ngoại nhất định không bao giờ thành nhắc tới tên ông này. Nó đòi giết tôi là vậy. Mấy chục năm nó cô lập ổng. Mấy chục năm rồi, nó thấy cái đó là nói sự thật mà nó sợ. Đúng rồi, nó sợ nó không dám. Ông Tránh cái đề bạc cứ vào trong cái sách hiếm đó, bạc tên Nguyễn Minh Quang rồi. Thì những cái bài đố đó, cái đức là cái nó trong cái tập sách gọi là lịch sử và hồ sơ tội ác của Giáo hội La Mã, tới 126 trường, mỗi trường có khi là một cuốn. Học được 2 năm đó, lớp 3 rồi đấy, thì ông ấy được thăng lên cái chức chủ tịch phó chủ tịch Liên Việt tỉnh Thái Bình. Rồi ông đổi vào cái chỗ cũng đang học. Chú Tư tặng các quyển sách hình ảnh rất đẹp, mà nội dung các chuyện tình báo chắc chắn là hấp dẫn. Đây là quyển Xuân Mậu Thân 1968. Tình báo kể chuyện. Còn những bộ sách quý về Thượng tướng Trần Quang Trà, những khoảnh khắc lịch sử Thượng tướng Trần Quang Trà và những chặng đường lịch sử B2 Thành Đồng, chúng tôi sẽ dành riêng một mục khác để mời nhà văn Nguyễn Quang Chánh giới thiệu cho các bạn. Xin hẹn các bạn kỳ sau nhé.